Hello các tình yêu, đúng là giờ này mình có coi hoạt hình hơi bị nhiều ha. Đứa coi phim quá mình tưởng mình bị điên rồi chứ. Ủa, Gumbo làm gì ở đây? Alright, trở lại với những video TikTok bằng bựa nào. Let's go. Trong khu cách ly quay được. Ây da, tôi tự nghiện bị bắt. Ê mọi người ơi, tôi bắt đầu có triệu chứng rồi. Tôi vào nhầm phòng tiêm vaccine. Oh my god. Phải rồi. Bạn sẽ không bị dính Covid nếu như bạn không còn sống nữa. Hôm qua hôm kia thì mình có qua đường để mua đồ ăn á, thì mình thấy một đám người đàn ông ngồi một chỗ rồi còn chích vaccine cho nhau nữa. Ống tiêm dài vậy nè, rồi người này chích xong cái đưa cho người kia. Rất là đáng để trân trọng. Let's go. Alright, đi vào thành Maria. Chúng ta có biết biết xe không? Khánh à mới. Nó kiểu như là bạn lấy một thứ gì đó thật là đẹp đẽ và một thứ gì đó thật là kinh khủng và các bạn trộn lại với nhau và chúng ta có thứ này. Tôi được 10 điểm hot lần đầu tiên trong đời. Ồ nhưng mà TV. Cái việc mà bạn được 10 điểm hot là nó đã phá vỡ cái dòng thời gian rồi. Tôi mơ là tôi đi học sinh giỏi cấp thành phố nhưng mà cuối cùng tôi rớt dòng trường. Buồn thiệt, tôi không được gửi xe luôn á. Đây là có thêm chân trái hoặc là có thêm tay phải. Nhưng mà khoan, nếu như mà How? Nhưng mà nếu như bạn dùng tay trái thì bạn đụng bên phải thì bạn sẽ té. Mà bạn dùng chân. Nhưng mà tôi thấy là bạn không chỉ khuyết tật về thể xác mà còn khuyết tật về cả tinh thần nữa. Alright, đây là chặt tóc hả? Mình thấy là người ta dùng mấy cái tô người ta ụp vào đầu chứ chưa thấy có cái cách nào mà để tóc ở trên cái thớt rồi chặt cả. Có cái nào là một công nghệ dưỡng tóc mới mình không biết không? Mình đúng là lỗi thời quá. Rồi sau đó chúng ta chuyển qua cảnh làm tài liệu. Nhưng mà không làm nữa, cuối cùng cái để cho lên bàn đó. Đó là một cái bàn để giảm stress. Trong khi đó là thằng kia nó vừa để cái tập tài liệu trên bàn thôi, nó chưa làm cái gì cả mà nó đã giảm stress trước rồi. Tôi thấy cái Gen Z thế hệ trẻ ngày nay là thường xả stress trước khi làm việc. What the fuck? Rồi hướng dẫn cách để dán lên tường á, làm cái gì vậy? À để mở cửa không bị hư xe ô tô. Ok, mấy cái trước mắc cười như cái này thấy cũng có tác dụng chứ bộ. Nhưng mà trước tiên bạn phải hướng dẫn tôi là sẽ để có xe ô tô cái đã. Sau đó chúng ta sẽ dùng cái iPod này. Chúng ta gắn. Ở khoan, trước khi chúng ta dọn dẹp thì mình phải hỏi một câu là làm sao mà cái thứ mà vàng vàng đó nó có thể chui vào cái iPod được. Tôi nghĩ cái iPod không phải là vấn đề đâu, mà tai của bạn mới là vấn đề đấy. Mình sẽ không bao giờ nhảy cái bài này theo trend đâu. Alright. Gojo nữa nè, biết ngay mà, nhảy đi. Ở tầm thường. Tôi khinh thường thứ này. Tôi coi video này là tại vì tôi đợi Gojo. Thôi chúng ta có gì đây? Chúng ta có một cái bánh bèo khổng lồ. Tôi cần Gojo. Người ta có con mèo trắng xinh dễ mang mẹ. Là đợi Gojo hả? Ở tại sao trên này nó ghi chữ địa ngục vậy? Chúng ta là quý ông các bạn. Chúng ta là những con người của xã hội mới. Chúng ta không nhìn vào những thứ như thế này. Ok. Mình thấy hổ thẹn với bản thân mình quá. Là mày mà. Mắt à, đừng ngước lên, đừng chết rồi các bạn ơi. Có mắt mình nữa, nó không có chịu theo lấy mình nữa. Đây một em bé 12 tuần tuổi. Bạn vẫn lựa chọn phá thai chứ? Cái làm gì? Ông là trời. Dog meme every day. The one. Chị nhà mày vui nhỉ? Bị thiếu năng. Tôi luôn nghĩ là những siêu năng lực á nó sẽ đi kèm với những tác dụng phụ, giống như là Batman này chẳng hạn. Giàu có thì sẽ mồ côi, hay là Superman nè. Mạnh mẽ thì sẽ sợ viên đá màu xanh. Còn cái này là vui tính nhưng mà là thiếu năng. Ai biết được. Cuộc đời là những cuộc đánh đổi. Làm quen được một anh tóc dài có xăm hình đúng gu mình. Ở ngoài. Ủa sao bạn
body shaming mình. Cặp lông mày này là mình sinh ra đã vậy rồi, chứ mình đâu có muốn như vậy đâu. Tại sao bạn làm vậy với mình hả? Cái gì vậy? Chúng ta tiến hóa và triệu năm để có bộ não to như thế này, để rồi chúng ta dùng nó trong việc thế này sao? Tôi cảm thấy hổ thẹn, tại vì chúng ta cùng là con người. Nhưng mà đó là cái bản thể thông minh của tôi, nhưng mà về mặt thiểu năng của tôi thì tuyệt vời. Tôi yêu bạn. Thằng ấy nói làm rơi bút. Rồi mày làm đánh rơi bút này. Thằng ấy nói cảm ơn mày, đi nhìn nhà mày vệ sinh đi. Tại sao? Đi đi. Tôi nhà vệ sinh. Oh my god. Các bạn hãy nên đối xử tốt với tất cả mọi người, vì các bạn không biết rằng ở trong ba lô của nó là M13 hay là M15 đâu. Alright, đây là miếng thịt bò. Rồi Wow. Là một ngày nữa tôi hối hận khi đã lướt TikTok. Đây là Gojo nữa. Nhưng mà anh ta không cho mình vẽ. Datakimi yo waimo. Oh shit, tôi bị weebu hóa rồi. What the fuck? What the hell? What the fuck? What the hell? What the fuck? What the hell? Đó là một bài ca miêu tả được cái sự thông thái và đau khổ của mình. Mỗi khi tôi nhìn vào TikTok nói riêng và loài người nói chung, thì tôi luôn có những câu hỏi. Và một trong đó là what the fuck? What the hell? Muốn học phải hỏi, muốn gọi phải làm. Lời giám đốc, CEO gì đó, tôi không biết nữa. Hãy dừng ăn thịt chó. Alright. Mình tưởng nó sẽ có một cái kiểu như là đóc đóc rồi rỡ gì đó xảy ra, nhưng mà không, các bạn, đây là một thông điệp sống. Wow, rất là chân thật xúc tích ha. Tôi ước rằng bạn có thể đưa thông điệp này sớm hơn trước khi tôi ăn con xù nhà mình. What you gonna do if I broke into your house? Bạn sẽ làm gì để như tôi phá nhà bạn? Rồi thanh niên 500. Rốt cuộc là trên người của cái ông này có bao nhiêu cái lỗ vậy? Kiểu này là mấy ông làm phim giàu to rồi, tại vì con người bình thường không còn ba lỗ nữa. Hãy làm một cái chống đẩy trên một chai xịt nách. Vẫn là trò đó, nhưng mà là, đây là người nhện. Ê, các bạn có thấy cái? Ok, mình sẽ coi như chưa thấy gì đi ha. Mình sẽ soi trí nhớ các bạn. Khỏi, cảm ơn. Ủa? Mình mới nói gì vậy ta? What the heck? What the hell? Người nhện như Shopee be like. Alright, ăn rong biển. Tại sao bạn phải xỏ gì mà đi xuyên qua miệng vậy ta? Ý tôi là tôi tôn trọng cái quyết định của bạn, là bạn có thể làm gì với cơ thể của mình cũng được. Nhưng mà bạn có thấy gì là nó đang cản trở cái việc tiêu hóa của bạn không? Tại sao vậy? Tại sao lại trừng mắt? Hãy nhắm mắt nếu như bạn gây. Oh no, đây tôi nhắm bao nhiêu lần rồi? Không sao, chỉ cần nó là số lẻ thì được. Có nghĩa là gay với gay là sẽ không gay, và không gay với gay là sẽ gay. Ủa, như số lẻ. Nhưng mà tôi đâu có rảnh để ngồi đếm hết những lần mà tôi nháy mắt đâu. Tôi đâu có khùng. A few moments later. Alright, thì trong khi tôi chỉnh sửa video này thì tôi đã đếm rồi. Tổng cộng là 218 lần. Tôi làm gì cuộc đời mình thế này? That's called coke. Alright, coca. Movie. Phim. Cái gì? Poker. Bạn có thể cho tôi xin lại giấy phép làm con người không? Tiếp theo nào? Đây chỉ là một ngày bình thường của một thằng Weebo thôi. Tiếp theo. Check. Popcorn, còn gì nữa? Bolton, đồ ăn vặt. Chocolate. Check. Hot girlfriend with sweatpants and... Còn bằng gái sexy. Nếu như tệ lắm thì bạn có thể mua cái gối waifu giống tôi nè. Chứ sao phải như vậy? Anh muốn xuất như thế nào? Lên mặt được không anh? Nhưng mà là sao? Editor. Cái gì vậy má? Tao chỉnh sửa cho mày mà, chứ tao phải... Oh my god. Ok. Đường Nguyễn Dĩ Hưng ở đằng kia kìa. Ra đó mà hỏi. Đây là... vẽ trên một cái đống bột. Sau đó... cái gì vậy? Nhạc Among Us hả? Among Us. Among Us.
Cái gì xảy ra vậy? Oh no. Alright, và đây chính là TikTok của ngày hôm nay. Mình mong là các bạn thích video này, đừng quên cho mình một like, share, subscribe và hẹn gặp lại các bạn lần sau. Đừng quên subscribe kênh mới của mình cũng như kênh này nha. Tại vì mình có sắp được 400.000 subscriber rồi và các bạn có thể giúp mình đạt ước mơ, hiểu không? Cảm ơn nhá. Bây giờ thì hẹn gặp lại video lần sau.